Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay là mình đang đứng trên sân thượng của một ngôi nhà cao tầng tại Hà Nội. Và trong cái video ngày hôm nay thì xin giới thiệu với tất cả quý vị các bạn một cái gọi là nhiệm vụ rất là quan trọng khi mà làm nhà, đó là cái công việc chống thấm. Chống thấm trên mái của những ngôi nhà và những cái phần giáp lai giữa hai ngôi nhà, để làm sao mà mặc dù mưa dù gió thì chúng ta cũng không lo thấm rột ở bên trong nhà của mình các bạn nhé. Đây các bạn thấy là đây rất nhiều các ngôi nhà này các bạn này. Đấy. Lập các mái tôn. Đấy. Các bạn nhá. Lập mái tôn và mái ngói. Rồi, bây giờ là mình sẽ cùng phân tích các cái tình huống các bạn nhé. Thứ nhất là các cái mái tôn này, thì các bạn thể thấy rằng tất cả đều được bao quanh bởi một cái gọi là máng. Đấy, các bạn thấy không? Những cái máng của nó đây. Đó, đây là những cái máng này các bạn này. Đấy. Và những cái máng này sẽ được thu lại ở một cái chỗ thấp nhất, máng thấp nhất ở kia, và sẽ được dốc xuống, đấu vào một cái ống nước để thoát xuống cái sân kia. Đấy, và từ sân đấy thì nó sẽ chảy vào cái hộp kỹ thuật, cái ống thoát của cái sân đấy các bạn nhá. Đấy. Đấy là về phần mái này các bạn này. Tất cả đều như thế nhá các bạn. Đấy, đây kia. Đấy, kia các bạn nhá. Đấy. Tất cả đều thu ấy, đều thu về một cái ống đấy để thoát xuống dưới sân. Đó. Đấy, thế còn các cái vấn đề thứ hai đó là các cái vấn đề giáp ranh giữa các nhà. Thì làm thế nào để chống thấm được? Bởi vì giữa các cái khe kẽ, giữa các nhà luôn có những cái khe kẽ này các bạn nhé. Đây, đấy, những cái khe như này, những cái khe hở giữa các nhà này. Và nếu như chúng ta không làm những cái miếng tôn này, giáp lai này, thì chắc chắn là 100% là nước sẽ chảy vào kẽ đấy và sẽ thấm vào bên trong ngôi nhà các bạn nhé. Đó. Thế về nguyên tắc làm những cái tôn giáp lai này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy là làm, thứ nhất là làm có độ dốc của nó. Đấy, cái phần đóng vào từ cái nhà sẽ đóng vào cái nhà cao hơn. Đấy, cho nó cao lên, và cái nhà thấp hơn là cho thấp đi. Đấy, để làm sao nước nó chảy. Đấy, nó có chảy men vào cái tường này thì nó sẽ không chảy xuống dưới kia, và cái khe đấy mà nó chảy vào cái mái kia. Và từ cái mái nhà bên cạnh này nó chảy ra những cái máng này các bạn nhá. Đấy, chảy ra những cái máng này và nó sẽ thoát xuống dưới cái nhà sân. Đấy. Thoát xuống vào đường ống nước và xuống sân, và từ sân đấy lại chảy vào kỹ thuật các bạn nhá. Đó. Và cái vấn đề thứ hai là mình phải bán keo các bạn thấy không? Phải bán keo nhé các bạn nhé. Đấy, bán keo vào những cái kia kìa, những cái kẽ kìa. Đấy, để cho nước nó không chảy vào được trong cái khe đấy, bịt kín những cái khe hở nhỏ nhất có thể. Đấy, tiếp theo là mình phải bán vít các bạn thấy không? Những cái con vít kìa kìa. Đó, bán vít vào đấy. Chứ không được là đóng nhá, đừng lấy đinh bê tông mà bọn mà đóng ấy. Thì không đảm bảo đâu, không được, thời gian rất là ngắn là nó sẽ bung hết ra các bạn, nó sẽ bung hết ra. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Đấy, dùng cái máy bắn vít ý, bắn những cái con bóc vít đấy vào đấy. Và thêm một điều nữa là các bạn là không phải để riêng như này đâu, mà mình sẽ phải là dùng những cái sơn chống thấm đấy. Đấy, mình pha với lại xi măng. Đấy, mình quét lên những bề mặt này các bạn nhé, để cho nó không thấm vào những cái thành này. Đấy, thì đấy là một cái quan trọng mà chúng ta cũng phải quan tâm tới. Thế còn ví dụ trên mái này ấy, thì mình phải làm sao cho nó có cái độ dốc của nó các bạn nhé. Đấy, dốc về nơi thấp nhất này, cái nơi này thoát này, thì mình phải thoát dốc ở đây này. Đấy. Ở đây người ta chạy cái đường hộp kỹ thuật lên này, gồm có ống thoát sàn này, thoát bệt, thoát chậu này, rồi là đường điều hòa này. Đấy, và tất cả chạy vào đây, và nó sẽ chảy cái đường thoát mái này, nó sẽ chảy vào cái chỗ lỗ này. Đấy, đấy là cái lỗ này sẽ là nơi thấp nhất các bạn nhé. Đấy, khi mà đánh mình phải đánh vào những nơi thấp nhất như vậy. Đấy, những nơi kia sẽ là cao nhất kìa. Đấy, nước sẽ chảy từ kia chảy ra đây, chảy ra đây. Đấy, ở bên này cũng vậy, bên này cũng vậy, nước sẽ chảy đến nơi cao này. Mình khi mình làm cán cái mái này, là đổ cái mái này phải đánh mốc chuẩn. Đấy, chỗ này cao nhất, cao hơn này, xuống chỗ kia và chảy vào chỗ thấp kia. Đấy. Đây chúng ta cũng đi ra đằng sau, có những chỗ chống thấm rất điển hình các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không?
tất cả đều phải củ tôn này. Đấy. Đấy. Tất cả đều các cái cạnh giáp lan nhà các nhà đều phải phủ tôn như vậy để nước mưa nó không chảy vào những cái kẽ đấy. Đấy, bạn thấy không? Đó. Đó, bạn thấy không? Rồi, cái video ngày hôm nay của mình chia sẻ đến đây cũng xin được kết thúc nhé. Nó cũng rất là ngắn gọn thôi nhưng mà cũng rất là đầy đủ đấy. Các bạn thấy video có ý nghĩa thì hãy nhớ chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Khi làm nhà có thể chúng ta sẽ sử dụng những cái kiến thức như này. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để chờ đón các video tiếp theo của Jimmy Tiên nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.